Thưa bác sĩ, bệnh tình của con trai tôi có trầm trọng lắm không thưa bác sĩ? Con trai ông may mắn, nhờ có chiếc mũ bảo hiểm tốt nên phần đầu không có bị chấn thương. Các vết thương trên người cũng không đáng kể. Nặng nhất là ở hai chân của cậu ấy. Thưa bác sĩ, hai chân của cậu ấy đều bị gãy. Nhưng nguy hiểm hơn là do sự chấn động mạnh, bởi cậu ấy té ngã khi đang điều khiển xe với vận tốc cao. Chính sự chấn động mạnh này đã ảnh hưởng đến phần cột sống và ảnh hưởng các dây thần kinh, nên rất có khả năng cậu ấy bị liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, đó mới là dự báo khả năng có thể xảy ra. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý, mọi việc nên chờ các phản ứng tiếp theo. Sau khi vết mổ lành mới có kết luận được. Hiện tại chúng tôi đang hết sức tập trung để cứu đôi chân của cậu ấy, sao cho hậu quả thấp nhất, không để lại di chứng đáng tiếc nào. Gia đình tôi rất biết ơn bác sĩ. Bác sĩ hết lòng cứu giúp con trai tôi. Nó là đứa con trai duy nhất còn lại của chúng tôi. Chúng tôi xin chịu mọi chi phí điều trị, dù hao tốn cách mấy. Bác sĩ làm ơn cho tôi gửi gắm con trai tôi. Ơn này gia đình tôi không quên đâu bác sĩ. Tôi sẽ... Ông yên tâm, cứu chữa cho bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần gia đình hỗ trợ về mặt tâm lý cho người bệnh. Thưa bác sĩ, tôi có điều này muốn nhờ bác sĩ. Tôi xin nhờ bác sĩ, hộ lý và các y tá ở đây, đừng ai cho con trai tôi biết có khả năng tàn phế suốt đời. Nó sẽ không chịu nổi đâu. Tôi hiểu. Xin ông và gia đình yên tâm. Không chép bài đi làm gì vậy? Tập trung đi, đừng suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Ừ. Biết rồi. Hỏi đi. Nguyên liệu trong kho gần như cạn kiệt. Nếu có một nơi nào mà chịu mua hàng hóa của mình thì chúng ta cũng sẽ kiếm được một số tiền kha khá. Sao? Họ không chịu mua hàng của mình sao? Chắc họ biết tình hình của công ty mình nên cố tình gây khó dễ để ép giá mình đó mà. Anh Đức nè, còn cái khu nhà xưởng với khu văn phòng, anh định giá trị của nó là bao nhiêu vậy anh? Anh cũng chưa biết, nhưng để anh đi tìm hiểu một vài nơi xem sao. Nhưng anh đoán cũng chỉ có thể là trả đủ tiền vay của ngân hàng mà thôi. Đây là hồ sơ của công ty nè, em nghiên cứu lại coi, biết đâu á em có cách nào để giải quyết tốt hơn. Dạ.
anh Đức ơi. Thật sự em chẳng nắm được gì hết anh Đức ơi. Anh với chú cũng suy nghĩ nát óc, cũng không còn cách nào khác em à. Ê Lệ Khanh, bà nhận được thiệp mời sinh nhật của nhỏ Trúc chưa? Ừ, rồi. Nghe nói năm nay á, nhỏ Trúc tổ chức sinh nhật lớn lắm á, vì nó có ông anh đi du học nước ngoài mới về á. Ê mà Lệ Khanh, bà thích mặc đồ gì? Để chiều nay tôi với bà đi shop nha. Ờ, phải mặc đồ thật đẹp vô. Nhất là Lệ Khanh đó nha. Bạn phải thật là nổi bật để gây sự chú ý cho ổng đó nha. Cần phải chú ý đến quà nữa nha. À, chiều nay tụi mình cùng đi chọn quà nha Lệ Khanh. Anh nhỏ Trúc đi tay về thì có gì mà mấy bạn quan trọng như vậy? Chiều nay mình không đi với mấy bạn đâu, mà có thể mình cũng không có mua sắm gì hết á. Sao vậy Lệ Khanh? Ba mình nằm bệnh viện rồi, cả nhà đang rối tung lên hết. Mình không có hứng thú gì để mà trưng diện làm đẹp nữa. Mẹ cho tiền mình rồi, nhưng mà chắc mình không có mua sắm gì nữa đâu. Mình là con út, ba thương mình nhất nhà. Giờ ba bệnh rồi, mình không có muốn gì ngoài chuyện ba mau bình phục hết á. Ờ, từ trước tới giờ mình mới biết Lệ Khanh là con người hiếu thảo như vậy á. Ừ, ba nằm bệnh viện như vậy á, còn lòng nào nữa mà đi mua sắm. Vậy mình tìm bà Trang, bà Bích, rủ ba chiều nay đi mua sắm luôn nha. Ừ, ừ đi. Đi. Ừ, mình đi. Đi nha. Bye bye. Ừ. Chị ba này kỳ ghê. Ba bệnh rồi nay mai cũng khỏi thôi. Làm gì nghiêm trọng tới mức mà không cho mình tìm mua áo làm mới vậy? Trưa nay về xin mẹ thử coi sao. Để tôi. Mình thật không ngờ gặp lại Đức Trọng trong hoàn cảnh như thế này. Lê Đức Trọng, lớp 11A2, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Em đã lập công lớn khi đưa đội đi thi và đoạt giải vô địch bóng rổ toàn thành. Ê, Bích Khuê, người hùng bóng rổ của mình đẹp trai quá à. Ừ, nhìn Đức Trọng có gương mặt và dáng dốc rất đàn ông. Rất đàn ông, mình thích cụm từ này lắm. Nghe nói nhà Đức Trọng rất giàu có. Chà, đẹp trai, học giỏi, có nhà giàu, lại còn là người hùng nữa chứ. Ai chịu nổi sức hút này. Đừng nói là bà đang tương tư đó nha. Tụi mình tự biết thân phận của mình chứ. May ra chỉ có tiểu thư của nhà thuốc Bích Châu mới có khả năng đó thôi. Nhỏ này, nó bậy bạ gì đó. Thank you.
Bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ, bác sĩ. Tôi đây. Bác sĩ ơi, tôi bị làm sao vậy bác sĩ? Anh không nhớ mình đã gây ra chuyện gì sao? Tôi gây ra, là tôi gây ra sao? À không, ý tôi muốn hỏi là anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra với anh sao? Tôi nhớ chứ. Lúc đó tôi đang chạy xe trên đường, bỗng nhiên có một thằng, hình như là nó say rượu, bất thình lình nó đụng vào người tôi. Tôi không thể nào né được. Và hậu quả thì anh nằm đây, còn người đàn ông say rượu kia thì đã biến mất. Rồi hắn đưa tôi vào đây hả? Không, một tài xế taxi nhìn thấy và gọi cho cảnh sát. Còn người đàn ông kia thì tẩu thoát rồi. Tôi mà biết thằng đó là ai, tôi sẽ giăng cho nó một trận. Anh Đức Trọng nè, anh không nhận ra tôi sao? Bích Khuê. Là Bích Khuê sao? Tôi xin lỗi, tại lúc nãy tôi bị hoảng loạn quá. Tôi không còn nhớ Bích Khuê là bạn học của tôi cấp 3 nữa. Còn bây giờ tôi là bệnh nhân của Bích Khuê. Thật là ngộ ghê đó. Còn tôi thì nhận ra người hùng bóng rổ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tình hình của tôi bây giờ làm sao vậy Bích Khuê? Anh bị gãy cả hai chân, tạm thời anh phải xa rời con chiến mã của mình một thời gian để nằm điều trị. Gãy cả hai chân? Ừ, nhưng nó đã được bó bột rồi. Thời gian dài không gặp Bích Khuê, nhìn Bích Khuê thay đổi nhiều quá. Tôi xấu đi hay là đẹp hơn vậy? Dĩ nhiên là đẹp hơn rồi. À Bích Khuê, cô có thể giúp tôi ngồi dậy được không? Không được, anh còn yếu lắm, anh phải nằm yên một chỗ để điều trị. Làm ơn giúp tôi đi, một lần thôi, chút xíu cũng được mà. Tại sao chân của tôi không có một chút cảm giác gì hết vậy? Có khi nào chân của tôi bị tàn phế không? Có khi nào tôi ngồi xe lăn suốt đời không? Có khi nào tôi ngồi xe lăn suốt đời không? Bích Khuê à, tôi xin cô hãy nói thật cho tôi biết đi. Nếu như tôi bị tàn phế suốt đời thì tôi xin Bích Khuê hãy tháo cái thứ lệnh khảnh trong người này ra đi. Hãy để cho tôi chết được nhẹ nhàng, như vậy là Bích Khuê đã giúp tôi rồi đó. Bích Khuê, hãy nói thật cho tôi biết đi. Anh đừng có điên quá. Từ hồi mới ra trường tới giờ, lần đầu tiên tôi gặp một bệnh nhân như anh đó. Những người bệnh nhân khi tỉnh dậy cũng cảm ơn bác sĩ, rồi mong bác sĩ tận tình cứu chữa. Khi đã đối diện với cái chết rồi thì ai người ta cũng sợ chết. Còn anh, anh không cần năn nỉ bác sĩ cứu chữa, lại mong bác sĩ tháo bỏ mọi thứ này trên người anh. Như vậy là sao chứ?
Vì tôi không muốn sống như một người tàn phế. Vì như vậy, sau này tôi cũng sẽ tự tìm cách để quy diệt tôi thôi. Thà rằng ngay lúc này Bích Khuê hãy giúp tôi. Tôi cảm ơn Bích Khuê nhiều lắm. Hãy giúp tôi đi. Anh không tin vào bác sĩ chúng tôi thì cũng phải tin vào bản thân anh chứ. Tin vào số phận của mình chứ. Sao vừa nhìn thấy bó bột anh lại nghĩ tới chuyện chết chóc? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi Bích Khuê. Tại vì cái chân của tôi không có một chút cảm giác gì hết, cho nên tôi bị hoảng loạn. Do chân anh vừa mới phẫu thuật nên các hoạt động chưa thể phục hồi được. Anh phải dưỡng sức, nghỉ ngơi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi. Chắc chắn như vậy phải không Bích Khuê? Chân tôi có hy vọng phải không? Nhạc Khanh. Cho tôi hỏi một câu được không? Có chuyện gì không? Không có gì đâu. Có. Có. Chuyện gì nói nghe coi. Không phải là chuyện bữa trước chứ. Thôi giờ Tùng nói thẳng Nhã Khanh luôn ha. Mấy hôm nay làm gì thấy Nhã Khanh buồn buồn. Mà cái thái độ Nhã Khanh lạ lắm. Gặp Tùng hồi đó gặp Tùng Nhã Khanh hay cười, giờ gặp Tùng Nhã Khanh lơ lơ làm sao. Ủa có chuyện gì buồn vậy? Nói cho Tùng nghe đi, đừng có ngại mà. Cảm ơn Tùng đã quan tâm tới Khanh, nhưng mà không có chuyện gì đâu. Ngoài chuyện ba mình bị nhập viện, có lẽ vì chuyện đó mà. Trời ơi, cái chuyện mà ba Nhã Khanh nằm bệnh viện thì Tùng có nghe Ngọc Yến nói rồi. Nhưng mà Nhã Khanh đừng có lo lắng như vậy. Tùng nói Nhã Khanh nghe, Nhã Khanh mà cứ lo như vậy đó, là mai mốt nữa ba Nhã Khanh vừa ra viện là tới phiên Nhã Khanh vô viện. Tùng trù ẻo Khanh đó hả? Nói kỳ quá, người ta lo cho Nhã Khanh chứ bộ. Khanh giận với Tùng chút xíu cho vui vậy thôi, chứ Khanh biết á, Tùng lúc nào cũng lo lắng cho bạn bè hết á. Cho Tùng hỏi một câu nữa được không? Cái gì? Mỏi chân không? Có chuyện gì nữa hả? Tùng mỏi chân quá, không mấy mình ngồi nói chuyện đi. Anh ăn thêm miếng nữa đi. Thôi, anh không ăn nữa đâu. Ráng chút xíu thôi mà. Anh đuối không nổi. Thưa ba, thưa mẹ con mới tới. Mẹ ơi, hôm nay ba ăn được không mẹ? Ba chưa ăn được nhiều. Ba nói là đắng như là nhai rơm vậy đó. Không sao đâu con, tại vì ba bị đắng miệng. Ba ăn thấy ngon thôi. À, con nè, mọi chuyện tiến hành tới đâu rồi? Dạ, con và anh Đức á đã thu xếp hầu hết những gì có thể. Ba biết. Ba biết những khó khăn mà con phải đối diện. Con không thích hợp với những chuyện như vậy. Con xin lỗi ba. Không, con không có lỗi gì hết. Chính ba mới là người có lỗi với mẹ con và các con. Hơn 30 năm qua lăn lộn trong thương trường, vẫn tưởng là mình đã khôn. Vậy mà cuối cùng vẫn bị lừa đến mức điêu đứng. Vì ba quá tin tưởng vào bạn bè, để rồi đi sai một bước, để vợ con vào cảnh khốn khổ như vậy. Thôi anh à, mọi chuyện đã như vậy rồi, anh đừng có tự trách mình nữa. Con. Dạ. Yeah. Con đi gặp bác sĩ, xin cho ba xuất viện sớm đi con. Sao? Dạ. Vậy
đâu có được đâu ba. Ba phải ở lại để bác sĩ theo dõi nữa chứ. Anh nán lại vài bữa để điều trị, khi nào khỏe hẳn rồi thì bác sĩ cho về. Anh xin về sớm làm gì hả anh? Em à, anh cần phải có mặt ở công ty để giải quyết một số việc cấp bách. Những chuyện đó Phi Thanh không thể cán đáng được. Đi đi con, xin cho ba xuất viện chiều nay. Đi đi con. Con đi đi. Thật tội nghiệp cho Phi Khanh, chỉ vì trước đây ép buộc nó vào ngành kinh tế, đến khi vỡ lẽ ra thì bản chất con người Phi Khanh không phù hợp với lĩnh vực đó. Thì nó đã mất nhiều năm trong đời rồi. Thì bây giờ nó cũng đang đi lại con đường của nó thích rồi đó. Anh đừng bận tâm nữa. Còn một năm nữa nó mới ra trường. Anh sẽ cố gắng không để cho nó lỡ dở một lần nữa. Trong mấy đứa con, chỉ có Nhã Khanh là có thể đi theo con đường của anh. Nhưng rất tiếc, hiện nay nó còn quá nhỏ, chân ướt chân ráo mới vào đại học, chưa từng va chạm với đường đời. Nhưng anh không muốn con bé vướng vô chuyện này. Anh uống miếng nước đi. Tùng à. Hả? Nếu như một người hoàn toàn không có chút của cải nào thì làm sao mình có thể tồn tại trên đời được? Thực ra thì trên đời này những người như Nhã Khanh nói nhiều lắm, không có ít đâu. Chỉ cần mình có nghị lực, có ý chí thì mình có thể vượt lên, thay đổi hoàn cảnh được ngay. Chỉ cần có nghị lực. Nhưng mà Tùng có biết họ vươn lên bằng cách nào hay thay đổi bằng cách nào hả Tùng? Lao động. Khi mà người ta không có của cải vật chất thì người ta sẽ sử dụng ngay của cải bản thân. Đó chính là sức lực cơ thể, là trí óc. Người ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau để đầu tư cho mục đích của mình. Chẳng hạn như Tùng, tại sao lúc nào Tùng cũng nhảy? Tùng học kinh tế cho vui thôi, chứ ước mơ của Tùng sau này Tùng sẽ trở thành một vũ công. Nhã Khanh không cười luôn. Trời ơi, nói chuyện vui cho Nhã Khanh vui mà Nhã Khanh không vui. Thật sự á, Nhã Khanh thấy đó, thí dụ như bản thân mình và nhiều sinh viên nghèo khó khác nè, tụi mình phải đi làm thêm rất nhiều việc để phục vụ cho chuyện học của mình. Nói chung là con người ta có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh Nhã Khanh nè. Ủa, mà sao tự nhiên lại đề cập tới những chuyện như vậy? À, mình hỏi cho biết vậy thôi mà. Chị trả lại tiền hôm bữa trước chị mượn em đi. Thì từ từ trả, làm gì đòi dữ vậy? Mấy bữa nữa là tới sinh nhật con nhỏ trúc lớp em rồi, mà năm nay nó tổ chức lớn lắm, vì có ông anh đi du học mới về á. Với lại nó định sẵn dịp khoe với bạn bè luôn, bởi vậy tụi nó đứa nào cũng muốn lấy điểm hết á.
Em không có tiền mua áo đầm mới, cũng không có tiền mua quà đáng giá nữa. Sao em không xin mẹ đi? Mẹ ở trong bệnh viện rồi. Với lại thấy mẹ phờ phạt quá, em cũng không dám xin. Em hỏi xin chị ba rồi thì bị la cho một trận luôn, mà không được đồng nào hết trơn. Chị cũng không có tiền. Mà không sao đâu. Để sáng mai á, chị đi chị bán cái lắc này, lấy tiền cho em mua sắm, được không? Nhưng mà nếu chị bán chiếc lắc này rồi ba mẹ hỏi thì sao? Em khờ quá. Thì mình cứ làm bộ giống như là ủa, chiếc lắc đâu rồi, con không biết, là xong. Anh không dám nghĩ tới ngày mình phải rời bỏ ngôi nhà này. Em cũng vậy. Em ước gì mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng thôi. Nhưng mà anh hai ơi, không còn cách nào khác sao anh? Em biết tính ba mình rồi. Thà chịu khổ, chịu cực, chứ không để người khác chịu khổ vì mình. Bà quyết định bán tất cả để trang trải nợ nần và phát lương cho công nhân. Em nghĩ ba nói cũng đúng. Mình không thể nào giữ lại tất cả mọi thứ cho gia đình mình mà bỏ mặc mọi người sống chết ra sao. Giả lại, nếu mà ba không làm như vậy thì nguy cơ ở tù của ba rất là cao. Những ngày sắp tới gia đình mình sẽ không biết ra sao nữa. Phải chi anh có năng lực như người ta. Anh hai đừng có nói như vậy. Anh không phải là người không có năng lực, mà năng lực của anh hai thuộc lĩnh vực khác. Rồi sẽ có lúc anh sẽ phát huy được năng lực của mình thôi. Cảm ơn em đã thông cảm mà không trách anh. Điều em lo nhất hiện nay chính là sức khỏe của ba. Thể xác và tinh thần của ba đều suy sụp. Em cũng biết là ba có ý chí để vượt lên không nữa anh hai. Sẽ không sao đâu em. Anh tin là ba của mình sẽ vượt qua được. Bây giờ anh chỉ lo cho hai đứa, Lệ Khanh và Ái Khanh. Tụi nó đã cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được đó. Bây giờ mọi thứ đều đột ngột và đảo lộn hết. Anh chỉ sợ tụi nó không chấp nhận được, rồi xảy ra những chuyện không hay. Nhã Khanh à, em là chị gái, em phải cố gắng gần gũi và khuyên nhủ tụi nó nhiều hơn nữa nha. Dạ, em biết rồi anh hai. Nín đi em. Bác sĩ bảo thằng Đức Trọng có khả năng liệt hoàn toàn hai chân, nhưng việc này bà không nên để cho nó biết. Ai là người nhà của bệnh nhân Đức Trọng? Dạ là tôi đi.
người nhà có thể vô thăm bệnh nhân. Dạ cảm ơn cô. Con ơi, con trai của mẹ. Trời ơi. Xin bác giữ yên con lặng, đừng làm ảnh hưởng tới tinh thần của ảnh. Dạ, xin lỗi bác sĩ. Con không sao đâu mẹ. Con ơi, trong người con sao rồi con? Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Bây giờ con đau chỗ nào? Hai chân con, hai chân con bây giờ đau lắm phải không con? Chỗ nào cũng đau, ngoại trừ hai cái chân. Không biết con ở thật đức lắm hay sao mà hai đứa con trai được phải lãnh đạo quá đau đớn vậy. Có chuyện gì mà gọi tôi lúc này vậy? Alo, Honey hả? Honey, sao mấy hôm nay Honey không liên lạc với em? Em nhớ Honey quá à. Tại sao cô nhớ những gì mà tôi đã dặn? Cô tưởng cô là cái gì của tôi vậy? Quan hệ giữa tôi và cô là quan hệ song phẳng, ăn bách trả tiền. Tôi không muốn có những liên hệ tương tự thế này. Cô nghe rõ chưa? Nếu cô ngoan ngoãn biết điều thì khi có nhu cầu tôi sẽ đến. Cô đừng có lầm tưởng là cô có vai trò gì đó trong cuộc đời của tôi. Cô hiểu chưa? Bực bội. Tình hình Trọng sao rồi? À, rồi, tôi sẽ tới đón ngay. Bà chủ ơi, bà chủ, bà chủ ráng gượng dậy, ăn uống một chút gì đi. Ngày hôm qua tới bây giờ bà chủ không ăn uống cái gì trong bụng hết. Bà phải ráng giữ gìn sức khỏe, để còn phải lo cho cậu Đức Trọng nữa. Trong những lúc như vậy, bà chủ phải cần mạnh mẽ hơn. Ta thường nói con trai nhờ đức mẹ, tôi có làm chi nên tội mà tại sao tai ương cứ đổ ập xuống hai thằng con trai của tôi vậy? Vũ, Vũ ơi,
làm sao đây vô? Tôi phải sống làm sao đây? Nếu như mà thằng Đức Trọng, thằng Đức Trọng, bà chủ, bà đừng có nói gỡ như vậy, không có nên. Cậu Đức Trọng sẽ mạnh mẽ lại như xưa. Bà tin lời tôi nói đi bà chủ. Bà chủ, bà đừng có khóc nữa. Bà mà như vậy, cậu Đức Trọng làm sao khỏe mạnh được. Bà nhìn vô gương đi. Từ trước tới bây giờ, bà rất là gọn ghẽ. Bà nghe lời tôi đi. Bà nên trang điểm lại một chút. Tôi xuống dọn cơm trước, rồi một chút bà chủ xuống ăn cơm cho nó mau lại sức nghe. Lúc mà ăn nằm với tôi thì ông nói là say mê tôi lắm. Vừa rời xa tôi thì ông lại trở mặt. Ăn bánh trả tiền. Ăn bánh trả tiền. Ăn bánh trả tiền. Được thôi, tôi sẽ cho ông biết như thế nào là ăn bánh trả tiền. Tôi sẽ cho ông biết muốn dứt bỏ cái bánh này không có dễ dàng vậy đâu. Ông sẽ là của tôi, gia sản của ông cũng sẽ là của tôi. Hãy chờ đó, con Mỹ này không bao giờ buông tha cho ông đâu. Ăn bánh trả tiền ha. Bánh trả tiền hả? Được thôi, vậy thì trả bằng gia sản của ông cho tôi luôn đi. Thank you.
đừng khóc nữa. Mẹ đừng khóc nữa mà. Con đói lắm rồi. Mẹ con mình xuống ăn cơm nha mẹ. Nha. Đi mẹ. Thôi mà mẹ. Đi. Mẹ, đừng khóc nữa. Mẹ. Trời ơi, con gái con đứa gì đâu mà ngủ từ giờ mới dậy. Tối qua con trực khuya mà mẹ. Thấy chưa, hồi đó ba mẹ kêu Thi vô dược, nối nghiệp ba mẹ. Không chịu, thích làm bác sĩ. Còn Thi vô cái ngành chấn thương chỉnh hình đó nữa chứ. Giờ cực cho thấy. Phải hồi đó chịu vô dược á, thì bây giờ sung sướng thảnh thơi rồi. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đợi nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Trời. Phải không anh, phải không em? Trời ơi, con gái của tôi, cô bác sĩ của tôi học quá rồi, điên rồi. Nè, muốn ăn cái gì? Mẹ đích thân xuống bếp nấu cho hai anh em ăn. Anh hai đâu rồi mẹ? Chắc ở trên phòng á. Không biết có chuyện gì nữa. Mà mấy hôm trước á, sáng đi tới khuya mới về. Rồi mấy hôm nay á, cứ nhốt mình ở trong phòng. Mẹ hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Hình như là có chuyện gì buồn bực lắm đó con. À con biết rồi. Chắc anh hai đòi cưới vợ đó mẹ. Cưới vợ gì? Ở đâu chứ? Thì bạn gái của anh ở nước ngoài đó. Anh hai đi du học cũng mấy năm rồi. Ảnh nói ảnh cũng muốn về Việt Nam để cưới vợ. Nhưng mẹ cứ bắt ảnh ở bển học hoài. Ảnh nói ảnh chán lắm. Con người ta mơ ước du học mà không được. Còn con nhà này á, được đi du học, được ở lại thì không chịu. Mẹ không biết làm sao luôn á. Con cũng đâu có biết. Thì con nghe anh hai tâm sự vậy thôi mà. Thằng Đạt mà nó về Việt Nam luôn á, thì những cái đầu mối thuốc quý hiếm ở bển á, ai lo? Con cũng biết rồi đó. Tập đoàn nhà thuốc Bích Châu có nhiều loại thuốc độc quyền mà. Cũng chính vì độc quyền mà giá bán quá đắt. Con nói thiệt, mai mốt con không dám kê toa cho bệnh nhân lấy thuốc độc quyền nhà mình. Con thấy nó làm sao á. Con có biết là chi bao nhiêu phần trăm cho mỗi toa thuốc như vậy không? Nếu mà không kê lên cao ngất như vậy á, thì mình lấy gì mà sống? Thôi, không nói chuyện này nữa. Con đi uống ly cà phê nha. Mấy hôm nay con cần ly cà phê để hỗ trợ sự tỉnh táo. Cũng được. Đi sớm về ăn cơm nha. Con đi nha mẹ. Anh sẽ ngủ một giấc thật ngon. Khi nào tỉnh dậy, tinh thần sẽ tốt hơn. Ý Bích Khuê nói là tinh thần của tôi hiện giờ tệ lắm phải không?
con. Ba. Không sao rồi, bệnh nhân bị kích động mạnh bởi giấc mơ hoảng hốt. Gia đình nên giữ yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Dạ. Chào dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba, nếu có thời gian, ba chạy qua công ty của con coi sóc giùm con. Tuy là nhân viên của con làm việc rất là nghiêm túc, nhưng con vẫn chưa yên tâm khi không có mặt ở đó. Con yên lòng đi, ba sẽ chăm sóc con. Cảm ơn ba. Thôi, tôi với ông ra ngoài để cho con nó nghỉ ngơi. Con này, thôi ba về, tối ba tới thăm con ha. Thôi ba mẹ về đi, cũng không cần thường xuyên vô đây thăm con đâu. Chồng sao rồi ba mẹ? Nó bình tĩnh lại rồi, nhưng coi bộ nó không thể chấp nhận được sự thật này con à. Một thằng luôn luôn hiếu động thì làm sao chấp nhận như vậy được chứ. Thôi, chúng ta đi thôi ba. Ba, bác sĩ đã đồng ý cho ba xuất viện, nhưng đã dặn là ba phải giữ gìn sức khỏe, đừng có lao công vô công việc nữa. Được rồi, ba biết mà. Đã ba dậy không? Anh hai xách giỏ đồ nha. Con đóng cửa lại con. Dạ. Từ từ thôi ba. Sao không bác? Túi sách của bác nè. Trái cây của bác. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm nha. Dạ không có gì bác. Con cái nhà ai mà dễ thương, lại tốt bụng quá vậy không biết nữa. Lên xe đi ba. Cái
giỏ nè, để phía sau đi anh. Mày chở tao nha. Ủa sao hôm nay không thấy xế hộp đó hai chị em vậy? Tôi ngồi mà bà này. Đi bộ về hay sao vậy trời? Hôm nay ba mẹ có gì cần dùng xe nên là chị em mình phải tự túc thôi. Vậy hả? Vậy lát hai chị em về bằng gì? Đi bộ hay là đi xe ôm để mình kêu dùm cho nha. Chắc là đi xe ôm quá. Taxi dữ nha. Tự nhiên ba đòi bán hết xe ở trong nhà. Vì em mình á, chỉ cần không có xe hơi đưa đón là đủ nhục lắm rồi. Không có được một chiếc xe máy nữa, chắc tụi nó cười cho thúi đầu luôn quá. Chị nghỉ học quá à. Em cũng vậy á, tuổi thân dễ sợ luôn. Mà mấy người bạn lớp chị sao dễ ghét quá à. Tụi bạn lớp em á cũng đâu có nhiều chuyện tới mức đó đâu. Ừ, thì tại từ trước tới giờ tụi nó ghen tị với sự giàu có và nhan sắc của chị em mình mà không làm gì được hết á. Giờ được dịp tụi nó hạ bệ mình xuống. Mà cũng tại chị hết trơn á, ai biểu chị làm phách quá à chi. Nhà mình cũng đâu phải thuộc hàng đại gia gì đâu. Chị cũng đâu có muốn đâu. Mà lỡ rồi biết sao giờ. Hay là hai chị em mình về năn nỉ ba, để lại chiếc xe của chị ba cho hai đứa mình đi học đi. Chị nghe mọi người bàn tính á là bán hết, không có chừa lại cái gì đâu. Ráng uống miếng sữa đi con, uống mới có sức chứ. Nè con, mẹ cứ để đó đi, khi nào thấy cần uống con sẽ uống. Không được, hồi sáng giờ con có ăn uống gì đâu. Con cứ vậy hoài mẹ buồn quá. Đi con, uống một miếng cho mẹ vui. Đi con. Mẹ để đó đi. Con lớn rồi chứ có phải là con nít đâu, mà cứ tới bữa ăn là phải dỗ dành. Em phải biết tự lo cho mình chứ. Con, Đức Hiền, sao con nói em như vậy? Em nó đang đau ốm mà. Con làm chị phải biết thương em chứ. Không được la rầy em trong lúc bệnh hoạn nghe chưa. Con, đi con. Ngoan, nghe lời cho mẹ vui, con uống miếng đi nha. Uống đi con. Thêm miếng nữa đi con. Có ngon không con?